nhất là được đi du lịch ở biển đảo là bởi vì cái làm cái nhà đi, cái tới làm cái nhà đi. Cái tới làm cái nhà đi. Cái tới làm cái nhà đi. Làm cái nhà xong rồi, nhà đẹp rồi. Nè. Con có chừng đụng vô á, con đụng vô là nó ngã.